Xu hướng màn hình cong đang dần được quay trở lại với sự tiên phong đến từ Samsung. Nếu như trước đó Alpha đã có một video đánh giá và review màn hình cong 1000R chỉ chuyên dành cho gaming, thì ở video này Alpha sẽ mang đến cho các bạn màn hình cong 1800R có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu với tên mã LC34H890. Đầu tiên, độ phân giải QHD tương tự với độ phân giải 2K, độ phủ điểm ảnh cao gấp 2,5 lần so với các màn hình Full HD. Chi tiết hình ảnh nổi khối khá sắc nét, trải nghiệm hình ảnh của các bạn trên chiếc màn hình này sẽ cảm thấy rất là mịn, phù hợp với các nhu cầu văn phòng hoặc là giải trí. Màn hình rộng lên đến 34 inch, tỷ lệ màn hình là 219. Với tỷ lệ này thì màn hình của các bạn sẽ dài hơn màn hình tỷ lệ 16:9 thông thường. Thêm vào đó thì tỷ lệ 219 còn là tỷ lệ của hầu hết các bộ phim bom tấn. Thế nên là khi chọn những bộ phim này để giải trí thì màn hình này sẽ giúp cho các bạn có trải nghiệm xem phim cực kỳ thích so với màn hình tỷ lệ khác. Được thiết kế đáp ứng nhu cầu giải trí hàng ngày thì màn hình sẽ có độ cong là 1800R, khả năng tập trung khi nhìn vào màn hình của các bạn sẽ tăng lên tối đa. Sản phẩm này được Samsung thiết kế phổ thông hơn, hướng đến nhiều đối tượng khách hàng hơn. Với mức giá chỉ khoảng hơn 15 triệu, các bạn có thể sử dụng sản phẩm này như là một chiếc màn hình văn phòng, phù hợp khi chơi các tựa game giải trí nhẹ nhàng như là đua xe hoặc là khám phá. Thiết kế cũng là một điểm cộng khi Samsung trang bị một chiếc chân đế chữ Y cực kỳ vững chắc, ba cạnh viền mỏng, màn hình có thể xoay trái, xoay phải, điều chỉnh ở độ cao lên xuống rất là linh hoạt, dễ điều chỉnh, thoải mái làm việc dù ở góc độ nào hay là cần chia sẻ các tài liệu đối với đồng nghiệp. Được trang bị theo tiêu chuẩn VESA thì màn hình có thể được treo tường hoặc là lắp đặt với chân đế rời một cách nhanh chóng. Cổng kết nối được Samsung thiết kế toàn bộ ở phần sau với đầy đủ cổng kết nối linh hoạt. Một cổng DisplayPort, một cổng HDMI, một cổng USB Type-C sẽ giúp các bạn kết nối nhiều thiết bị ngoại vi khác như là laptop, MacBook hoặc là các thiết bị di động có hỗ trợ Type-C. Phục vụ nhu cầu văn phòng là chủ yếu thì Samsung trang bị công nghệ màn hình kép Picture by Picture, Picture in Picture và Easy Box sẽ giúp dễ dàng chia nhỏ màn hình với nhiều khung hình và kích thước khác nhau, kết nối hai thiết bị khác nhau, điều chỉnh kích thước hình ảnh theo yêu cầu. Công nghệ lọc ánh sáng xanh và công nghệ chống chớp hình cũng được Samsung trang bị cho chiếc màn hình này để tránh tình trạng mỏi mắt khi các bạn nhìn vào màn hình quá lâu. Và cuối cùng thì vẫn sẽ có một lời khuyên cho các bạn, chính là mẫu màn hình này thì không phù hợp để làm các tác vụ đồ họa, phục vụ nhu cầu giải trí văn phòng thì sẽ hoàn toàn tốt và đẹp với mức giá chỉ hơn 15 triệu đồng. Đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới mô tả của video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.